Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghệ An đảm bảo an toàn tại các khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bắc Ninh quản lý công nhân bằng đồng hồ gắn chip. Cần Thơ sạt lở sông, giao thông chia cắt. Những thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, một số đối tượng thuộc diện F1 tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được xem xét áp dụng thí điểm cách ly y tế tại nhà trong vòng 28 ngày khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện y tế. Điều này nhằm giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung và nguy cơ lây nhiễm chéo. Theo đó, chỉ cho phép cách ly F1 tại nhà khi đáp ứng các điều kiện phải có nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. Trước cửa nhà treo biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, bố trí phòng riêng cho nhân viên y tế cạnh phòng cách ly thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Phòng cách ly phải đảm bảo khép kín, đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, dung dịch sát khuẩn, đặc biệt không dùng điều hòa trung tâm, nên thường xuyên mở cửa sổ. Khu vực dành cho F1 phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng để cung cấp suất ăn riêng và các nhu yếu phẩm khác, nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Từ ngày 13 tháng 6 đến sáng ngày 29 tháng 6, toàn tỉnh Nghệ An đã có 82 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Nghệ An, khi số ca dương tính liên tục tăng, các ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực đảm bảo an toàn tại khu điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Trung tâm Bệnh viện nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khác với những ngày thường. Từ khi tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, tất cả các quy trình đón tiếp và điều trị đều được các y bác sĩ tại đây thực hiện theo quy định một cách nghiêm ngặt, đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19. Khi đưa bệnh nhân vào nhập khu cách ly điều trị của chúng tôi, thì chúng tôi hoàn toàn trong một tình trạng rất là đầy đủ. Vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị cho những người bệnh nhân, kể cả tình trạng nặng nhất, khi mà được nhập khu điều trị cách ly tại ở đây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân cũng như các y bác sĩ, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã được bố trí như một bệnh viện thu nhỏ nằm tách biệt với khu khám điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được tách thành hai phần. Một phần điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và một phần sử dụng để theo dõi điều trị bệnh nhân nghi ngờ trước khi vào điều trị ở khu chính của bệnh viện. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều cái giải pháp để nhằm một cái mục tiêu là làm thế nào mà đón tiếp, cách ly, điều trị cho những bệnh nhân COVID đạt một cái hiệu quả tốt nhất và thứ hai nữa là an toàn cho đội ngũ cán bộ nhân viên chức. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca bệnh tăng cao, tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên nhằm mục tiêu đảm bảo việc cách ly và điều trị cho các bệnh nhân một cách hiệu quả nhất, đồng thời giảm tải cho Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp. Mới đây, địa phương này đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 và hàng chục ca nghi mắc. Dù vậy, nhiều người dân vẫn còn thái độ chủ quan với dịch bệnh, đặc biệt là tình trạng quên đeo khẩu trang khi ra đường. Buổi tuần tra của Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phát hiện hàng chục trường hợp quên đeo khẩu trang. Dù ra sức biện minh, viện dẫn nhiều lý do, nhưng các trường hợp không đeo khẩu trang đều bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Từ giữa tháng 6 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp đã tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Công tác này ngày càng được thắt chặt khi những ngày qua, địa phương này phát hiện thêm nhiều ca mắc mới COVID-19. Thời gian tới đây thì cũng thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc và công an đạo công an thành phố sẽ trước tình hình dịch bệnh ngày càng là gia tăng là nguy hiểm thì cũng tăng cường là tuần tra kiểm soát, thường xuyên là kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm để nhằm là góp phần là trong cái tinh thần chung phòng chống dịch COVID trong thời gian tới được hiệu quả hơn. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng giao thông làm nhiệm vụ cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trong đó việc đeo khẩu trang nơi công cộng là bắt buộc, nhờ đó việc xử phạt được sự đồng tình của người dân. Tại vì mình cũng đọc qua báo đài, mình xem rất là nhiều thì một người đeo, một người không, thì cái tỷ lệ lây nhiễm nó gần như là 50%, lên răng đe cho nó nặng hơn nữa để mà cho những một số người là cố tình không có chấp hành á, để người ta có được ý thức, để bị phạt nặng vậy người ta sẽ nhớ hơn, sẽ sau này sẽ tự giác hơn.
Chỉ với hành động đeo khẩu trang, mỗi người dân cùng chung tay với địa phương và cả nước góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tránh bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo Nghị định số 117 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có nguồn lây từ lái xe đường dài đi qua vùng có dịch về lây lan cho cộng đồng. Vì vậy, việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch cho các lái xe hiện nay đang trở nên cấp thiết. Ghi nhận tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Quan Lâm, địa phương có hàng ngàn xe vận tải đang hoạt động. Hầu như ngày nào, anh Phùng Văn An ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh cũng lái xe đi giao hàng ở các tỉnh thành lân cận. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, anh luôn từ chối đến giao hàng tại một số vùng có dịch. Thứ nhất là để đảm bảo cho mình là đều phải khẩu trang an toàn lắm. Xong rồi đến nếu mà có đi xa thì phải khai báo với y tế địa phương. Và sau mỗi chuyến xe thì tôi cũng hạn chế tiếp xúc với những người bên ngoài. Cơ sở sản xuất Ban Thúy ở thôn Minh Khai có 2 xe tải với 3 lái xe. Mỗi tuần cơ sở này giao 6 chuyến hàng đến các tỉnh miền Trung. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chủ cơ sở siết chặt quản lý, đồng thời thường xuyên cho lái xe đi xét nghiệm nhanh trước khi vào khu vực giao hàng. Mỗi lần test nhanh như vậy, mất 240.000 đồng cho một lái xe. Một lái xe ở Thanh Hóa tôi đã cho nghỉ rồi. Còn lại 2 lái xe thì cứ đi vào vùng dịch, đi đến đâu là tôi sẽ cho vào các cơ sở y tế có uy tín để test nhanh luôn, khi âm tính mới được vào vùng dịch. Và sau khi về là mang tất cả những cái giấy test COVID nhanh đấy về địa phương lái xe ở và khai báo y tế. Là người Minh Khai, hiện có trên 600 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa. Trung bình mỗi cơ sở có từ 2 đến 3 xe tải để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu. Ngoài ra, thị trấn Như Quỳnh còn khoảng 300 cơ sở dịch vụ sản xuất kinh doanh khác có hoạt động vận tải. Trong đó, có những doanh nghiệp như công ty Mai Thành có gần 40 xe, công ty Thành Công có trên 100 xe. Vì vậy, số lượng lái xe trên địa bàn thị trấn lên đến trên 2.000 người. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các công ty doanh nghiệp cần phải thống kê các cái xe cũng như các cái phương tiện, rồi các cái người lái, người phụ và tất cả các trường hợp đi đến trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, và chúng tôi yêu cầu là phải khai báo y tế, đồng thời đăng ký để chúng tôi sẽ tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Thị trấn Như Quỳnh là đầu mối phân phối sản phẩm nhựa đi nhiều tỉnh thành. Việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đội ngũ lái xe chính là sự đảm bảo sức khỏe cộng đồng, cũng như đảm bảo cho chuỗi sản xuất, cung ứng không chỉ ở Hưng Yên mà còn nhiều tỉnh thành khác. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi. Văn bản nêu rõ, trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục có 41 ca F0 tính đến thời điểm 11 giờ ngày 28 tháng 6. Theo điều tra dịch tễ, đã có nhiều người dân từ thị xã Đức Phổ đến thành phố Quảng Ngãi, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện việc cách ly y tế theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 29 tháng 6. Việc dạy và học trong và ngoài nhà trường đã được tạm dừng từ 7 giờ ngày 28 tháng 6. Riêng đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021, thực hiện theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trước đó, ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu thực hiện việc cách ly y tế theo chỉ thị số 15 đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ. Riêng đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh áp dụng chỉ thị số 16 để phòng chống dịch sau khi ghi nhận nhiều ca mắc trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn EVN, các tổng công ty điện lực và các sở công thương các tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 trong 7 tháng liên tiếp kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 cho nhiều đối tượng khách hàng. Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt này khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ đồng. Các đối tượng được hưởng giảm giá điện, giảm tiền điện được Chính phủ quy định khá rõ. Việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đã góp phần phục hồi kinh tế và hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện trên cả nước, đặc biệt là các hộ thu nhập thấp, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp hoạt động logistics. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam
vừa chính thức có kiến nghị mở rộng và thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp hàng không do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. VIPA đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế tái cấp vốn từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, tương tự như Vietnam Airlines. Thời hạn tái cấp vốn là 12 tháng và được gia hạn tự động 2 lần cho các hãng hàng không khác, tùy theo điều kiện của từng hãng. VIPA cũng đề nghị dành cho các hãng hàng không vay gói tín dụng khoảng 25.000 tỷ đồng, ưu đãi giảm lãi suất 4%, thời hạn từ 3 đến 5 năm để các hãng duy trì nguồn lực, có nguồn vốn phục hồi. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường tiềm năng như Mexico, Brazil, Colombia, Thái Lan và Nga tăng trưởng rất mạnh. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, riêng trong tháng 5, xuất khẩu cá tra sang 5 thị trường nói trên đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái tới 3 con số. Trong đó, thị trường tăng rất mạnh như Nga tăng 458%, Colombia tăng 230%, Mexico tăng 167%. Đây là những kết quả tăng trưởng rất đáng chú ý. Hiện giá cá tra nguyên liệu ở mức 21.500 đến 22.000 đồng một kg. Mặc dù người nuôi vẫn lỗ, nhưng đã cho thấy dấu hiệu tích cực của ngành hàng này sau thời gian dài ảm đạm. Tỉnh Bắc Ninh đang lên kế hoạch đưa 450.000 công nhân lao động quay trở lại nhà máy làm việc. Tuy nhiên, việc quản lý cơ học sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, thì tỉnh này cũng đang tính đến áp dụng công nghệ vào kiểm soát dịch. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh dự tính sẽ quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip. Thông qua đó, nếu công nhân, người lao động đi sai lộ trình, doanh nghiệp sẽ phát hiện được. Theo lãnh đạo địa phương, đây là việc làm khó nhưng vẫn phải làm để đảm bảo an toàn chống dịch trong sản xuất. Bắc Ninh cũng đồng ý cho các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh thành khác đến làm việc, kể cả lao động đến từ Bắc Giang, với điều kiện người lao động không phải là đối tượng cách ly y tế, không đến từ khu vực áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng, đồng thời đảm bảo theo quy định phòng chống dịch của tỉnh và của Bộ Y tế. Mới đây trên địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Ô Môn đoạn qua khu vực Thới Trinh B thuộc phường Thới An, sự cố gây gián đoạn việc đi lại của người dân. Điểm sạt lở trên có chiều dài khoảng 60m, ăn sâu vào bờ khoảng 4m, làm sụp tuyến đường giao thông ven sông Ô Môn. Theo người dân ở khu vực Thới Trinh B, dấu hiệu sạt lở xuất hiện nhiều tháng qua và đã được gia cố bằng cách đóng cừ tràm, thả bao cát. Tuy nhiên, sau trận mưa chiều 26 tháng 6, tình trạng sạt lở xuất hiện kéo theo một đoạn đường bê tông dài khoảng 20m xuống sông. Khoảng 8 giờ sáng thì đi ra là thấy nó đã, lúc đầu thì nó chùi xuống, chưa có như vậy đâu, nó còn dính trên đây. Cái khoảng chừng 5 giờ chiều thì qua cái cơn mưa đó thì nó mới xuống như vậy luôn, và nó sập xuống sâu hơn nữa. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã cho rào chắn cảnh báo nguy hiểm ở khu vực nói trên. Theo quan sát, mặt đường ở hai đầu điểm sạt lở cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra. Trong ngày 27 tháng 6, các hộ dân sinh sống ở đây đã tiến hành đốn hạ cây xanh nằm phía trong bờ để nhằm giảm tải, hạn chế sạt lở. Tuyến sông Ô Môn đoạn đi qua phường Thế An và phường Thế Hòa với chiều dài khoảng 5 km có nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở rất cao. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã lập dự án xây dựng bờ kè và đưa vào danh mục công trình xây dựng khẩn cấp để phòng chống sạt lở. Hiện chính quyền và người dân quận Ô Môn mong công trình sớm được khởi công nhằm hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức khởi động chương trình xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc giai đoạn 2021-2025 và chuỗi các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã xây dựng chuỗi chương trình gia đình trẻ hạnh phúc triển khai trong 5 năm với 3 nội dung gồm tuyên truyền về gia đình hạnh phúc, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu và tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Ngay sau lễ khởi động, các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên thông qua việc xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội về ý nghĩa của gia đình đối với mỗi cá nhân, gắn hashtag Gia đình Việt Nam, Gia đình Hạnh phúc, Mái ấm của tôi, các chương trình giao lưu, cuộc thi ảnh online với chủ đề Gia đình trẻ hạnh phúc, kênh truyền thông cộng đồng gia đình trẻ trên nền tảng mạng xã hội để tập hợp các chuyên gia tư vấn và các hội viên thanh niên quan tâm đến những vấn đề tiền hôn nhân như tình yêu, giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2021.
Dịp này, chương trình tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 cũng chính thức nhận hồ sơ với đối tượng tham gia là các gia đình có các thành viên là bố, mẹ và các con. Bố và mẹ đều ở độ tuổi không quá 35. Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. So với quy định hiện hành kể từ ngày 16 tháng 7 tới đây, thông tư số 16 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua có rất nhiều điểm mới mà thí sinh cần lưu ý. Cụ thể, sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần, trong khi trước đó chỉ được điều chỉnh 1 lần. Đối với đợt 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng chỉ được chọn một trong hai phương thức: đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và nộp lệ phí đăng ký xét tuyển. Các đợt xét tuyển sau, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của cơ sở đào tạo. Các thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm chuẩn của ngành đào tạo, có thể thấp hơn không quá một điểm nếu thí sinh được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đặt hàng đào tạo và cam kết tuyển dụng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021. Hà Nội có 101.326 học sinh đăng ký dự thi, tính đến ngày 23 tháng 6, có 31 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, thành phố Hà Nội giao Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã, xác định chính xác đối tượng học sinh diện mắc bệnh, F1, F2 và học sinh ở địa bàn phong tỏa, cách ly, bố trí đủ 5 cán bộ y tế tại mỗi điểm thi, cùng với đó là tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên làm công tác in sao đề, làm phách, ưu tiên xét nghiệm, tiêm vaccine cho người tham gia tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Để kỳ thi được tổ chức an toàn, hiệu quả, thời điểm này, cùng với việc chủ động xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi, ngành giáo dục cũng đang tập trung cao, chỉ đạo các nhà trường dồn sức ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12, qua đó giúp các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Tại trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, những lớp học không học sinh như thế này đã được duy trì hơn một tháng nay. Từ khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương, việc ôn tập cho học sinh lớp 12 đã được chuyển sang dạy trực tuyến. Đây cũng là hình thức dạy và học phù hợp nhất nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Em cũng cảm thấy khá là lo sợ và thực sự là cũng phải chuẩn bị bài thật là tốt. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã chuẩn bị các lớp học online trực tuyến để cho bọn em có cơ hội được học tập của thầy cô. Chúng tôi sẽ dạy chủ yếu là bám sát theo cái ma trận đề minh họa của thi trung học phổ thông quốc gia. Thế thì trong cái thời lượng là 5 tuần thì chúng tôi chia ra thành 3/4 là chia các dạng bài tập bám sát, và còn 1/4 thời lượng của trong cái thời gian ôn này là chúng tôi sẽ luyện đề cho học sinh. Tại huyện Việt Yên, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng để các em vững bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, các trường cũng đang tập trung dồn sức ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh. Năm nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 21.000 học sinh lớp 12 sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng gần 1,7.000 so với năm 2020. Quan điểm của Sở Giáo dục Đào tạo vẫn duy trì việc không để lại một học sinh nào ở lại phía sau, dạy sát với đối tượng học sinh và căn cứ vào các kỳ kiểm tra, kỳ thi thử thì sẽ làm cái việc là điều chỉnh lại cái phương pháp dạy cũng như là cách thức học. Chưa bao giờ việc học tập thi cử của các em lớp 12 tại Bắc Giang lại khó khăn vất vả như năm học này. Thế nhưng bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên và toàn ngành giáo dục, các em học sinh vẫn bảo đảm chương trình và kiến thức, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đạt kết quả cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.